góp nhà là một cái bẫy, nó tổn phước. Góp nhà là tiêu vào tương lai của mình, góp xe, góp nhà, góp điện thoại không bao giờ được sĩ diện. Các cháu phải biết là chúng ta không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Lý do mà chúng ta sinh ra trong nhà nghèo, tôi đã nhắc với các bạn là tiết kiệm là một loại đức hạnh. Và các bạn có biết là cái đất khởi đầu của một cái người giàu có, khởi đầu của một người thịnh vượng, đó là cái người có phúc có đức, là tiết kiệm là một loại phúc đức. Tiết kiệm tiền, tiết kiệm tiền là một loại phúc đức rất là lớn. Sau đó là để thoát ra khỏi công việc ấy, chúng ta không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Chúng ta đi làm công chức nhà nước cũng được nữa. Ví dụ như chúng ta đi làm nhà nước 3+3 đồng, một tháng có 7 triệu, chúng ta là một công chức nhà nước. Chúng ta đi làm thuê cho chính phủ và chúng ta hưởng lương, và tháng lương chúng ta có 7 triệu à, thì chúng ta không bao giờ được góp nhà. Góp nhà là một cái bẫy, nó tổn phước. Góp nhà là tiêu vào tương lai của mình, góp xe, góp nhà, góp điện thoại không bao giờ được sĩ diện, không bao giờ được sống trên cái năng lực của mình. Chúng ta bắt đầu tạo ra bằng cách chúng ta tiết kiệm để dành tiền, không cần thu nhập. 50% lương chúng ta làm chúng ta tiết kiệm lại, chúng ta học đầu tư, chúng ta bắt đầu học các chiến lược đầu tư, học cách tạo ra dòng tiền. Chúng ta học các chiến lược đầu tư, chúng ta học cách tạo ra dòng tiền để thoát ra khỏi công việc. Chúng ta phải đi làm, chúng ta là những con cừu, chúng ta là những con bò, chúng ta là những con trâu, chúng ta phải đi vào xí nghiệp để làm, chúng ta phải đi cày, chúng ta phải đi vào xí nghiệp để làm hàng ngày, chúng ta phải đến công sở để làm hàng ngày, chúng ta phải đến trường học để dạy học để lấy tiền hàng ngày, chúng ta phải đi làm bảo vệ để lấy tiền hàng ngày, chúng ta phải làm công nhân may để lấy tiền hàng ngày, chúng ta phải đi cuốc đất để lấy tiền hàng ngày, chúng ta phải đi làm xí nghiệp, may xí nghiệp, đi làm lơ xe. Tất cả cái việc đó gọi là đều là con bò để cho thế giới tư bản nó vắt sữa. Chúng ta sinh thời, chúng ta phải đi làm con bò cho người ta vắt sữa. Và tay làm thì hàm nhai, tay quay thì miệng trễ. Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Ngay khi chúng ta không còn làm việc nữa, tức là con bò không đi cày nữa, trở nên bị đói dơ xương.